Alo alo 1234123. <laughs> hello anh chị em nha, hello tất cả mọi người Mọi người nghe rõ không nhỉ? Mọi người nghe rõ thì comment cho em số 1 nha. Đợi một tí nhá, đợi một tí à, để mình kiểm tra lại thử cái bên này của mình xem như thế nào. <laughs> hello anh chị em, hello tất cả mọi người Chúc mọi người một buổi tối an lành. À, ngày hôm nay thì mọi người vui buồn lẫn lộn nha. Có vui có buồn đúng không? Mà buồn nhiều hơn vui ha bình oxy sống đây rồi ship <laughs> bớt bình oxy hả à? có gì đâu đợi mình một tí ok đợi à đợi mình một tí nha Đấy, anh chị em có cái gì à? anh chị em hello anh cường luôn nha à ok anh chị em có điều gì tâm sự không? mình tâm sự một tí ha trước khi đi vào vấn đề chính ngày hôm nay ha. thị trường hôm nay giảm mạnh đúng không? Giảm quá mạnh này đúng không? Đúng rồi thứ 6 bịp thật nhờ. Thứ 6 là anh chị em thấy ơ chết 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 đợi 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 đợi. Thứ sáu là đúng đúng bịp nhờ. Thứ sáu anh chị em có phải là trường bịp không anh chị em? Hả? thứ sáu vừa qua là có phải là thị trường bẹp không đấy, nó kéo nó kéo cho anh chị em phong mô là thứ hai giả cho ừ, đấy. ngày hôm nay thì em cũng có một cái là gì là hôm nay Iran Iran nó bắn một cái quả tên lửa vào cái danh mục của mình đấy, và sớm thôi mình sẽ có những cái đáp trả lại đối với Iran <laughs> thị trường ác của em giảm 15 phút đi 50 điểm à, giảm giảm đi 50 điểm ấy thực sự nó cũng gọi là rác thì cũng không tức là, tức là uh, gọi là gì ta gọi là biến gọi là gì ta gọi là xấu thì nó cũng không xấu mà gọi là đẹp thì nó cũng không phải là đẹp lắm đối với thị trường uh, ví dụ như xấu thì nó cũng không phải xấu là sao tức là thị trường nó giảm 50 điểm Đấy, uh, thì nó giảm đâu đó khoảng 15 phút của phiên và mọi người thấy được rằng là thanh khoản hôm nay với cái mức độ khoảng giảm uh, 60 điểm như cái phiên giao dịch vào buổi chiều hôm nay ấy nó kết thúc ấy thì mình nghĩ thanh khoản nó phải hơn cơ thanh khoản nó phải về kinh khủng lắm cơ, thanh khoản nó nó phải lên tới khoảng 1 tỷ rưỡi cổ kìa hơn một tỷ rưỡi cổ cơ. đấy, mình thì mình nghĩ là là là, 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 là thanh khoản nó phải một tỷ rưỡi cổ cơ thì uh, nó 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 mới kinh hoàng nhưng mà thật sự ngày hôm nay thì nó cũng có nhiều cái đáng để nói ha đang để nói và tí nữa mình sẽ chia sẻ cho anh chị em cái cách cơ cấu danh mục ha và nguyên lý cơ cấu danh mục của mình nó sẽ như thế nào thì tí nữa mình sẽ chia sẻ cho anh chị em anh chị em bên kênh uh, top top này anh chị em xem livestream nhớ để lại cho em một like một xem một đăng ký kênh một follow kênh ha nhớ đẩy tim cho em nha anh chị em bên kênh ATB thì cũng tương tự như vậy ha cứ cho em một like một xem một đăng ký kênh ở kênh thức của mình ha <laughs> nhiều anh chị em có vẻ là ngày chiều nay lo sợ đúng không? chiều nay là hoang loạn liền thì mình cũng như vậy thôi. À, các cái vị thế thì không không đẹp đối đối mình ở thêm hiện tại và mình thấy được rằng là à, từ những cái khu vực như thế mà thị trường nó hay là cổ phiếu ấy nó giảm như vậy thì nó sẽ mất nhiều thời gian thì mình mới bắt đầu cái quá trình là mình sẽ cơ cấu danh mục mình sẽ thực hiện cơ cấu danh mục còn các cái vị thế đều của mình thì mình vẫn tiếp tục nắm giữ thôi tí nữa thì mình sẽ chia sẻ cho anh chị em cái cách, cái nguyên lý mình sẽ tỉa cỏ trồng hoa như thế nào, cơ cấu danh mục nó làm sao đấy và nhiều anh chị em thấy rằng đang hoảng loạn, đang trong trạng thái là hoảng loạn đối với lại thị trường, à, đối với lại danh mục của mình. Ngày hôm qua buổi sáng thì thấy đâu đó nó xanh xanh tí, à, còn vui cười, đấy. chiều phát 15 phút, ngủ dậy 15 phút cuối phiên là sao, buồn bã liền, thị trường nó giảm mát đúng không? ai <laughs> mỗi lần mà thị trường nó có những biến động lớn như vậy thì có thể rằng là tâm lý của mọi người nó không có ổn thì mình khuyên anh chị em là cứ cứ đi thể dục thể thao ha, thể dục thể thao chạy bộ đi hay là những đá banh đá bóng rồi gì đó để để tỏ những cái uh, stress trong người mình ra thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều và mình sẽ có đủ sự minh mẫn để mà cuối À, buổi tối này hoặc là gì hoặc là ngày mai mình sẽ có những cái hành xử còn mình sẽ có những sự xử lý đúng đối với thị trường hơn thông thường là như thế còn mình có những cái hành động trong phiên thì thông thường mọi người sẽ bị bị hành động sai đa số là hành động sai à, đặc biệt là trong những cái lúc mà thị trường nó giảm mạnh thị trường nó có những sự biến động mạnh tăng mạnh hay giảm mạnh đấy thì hành động của mọi người tại những thời điểm đó là thông thường là những cái hành động sai bởi vì những cái hành động đó là những cái hành động đến từ cảm xúc À, cảm xúc mọi người thấy được rằng là à, với mức nếu như mình chốt cái buổi sáng đi thì mình đã được lời nhiều hơn rồi nhưng mà tự nhiên buổi chiều nhờ, thì thị trường nó giảm ngược lại khiến như mình lỗ ngược trở lại anh chị em trở nên hỗn loạn anh chị em bán ra cổ phiếu đó là những cái hành động của anh chị em dựa trên hoàn toàn là cảm xúc à, dựa trên hoàn toàn là cảm xúc và mọi người cũng thấy được rằng là cảm xúc thì đôi khi là nó cũng phải là cái gì hay lắm đâu à, Đấy, à, đầu tư trên thị trường thì nên sử dụng lý trí chứ, chứ không nên sử dụng cảm xúc và tại sao thị trường 95% nhà đầu tư thua lỗ trên thị trường đa phần là như thế? Tức là người ta hành xử theo cảm xúc là chính, còn việc mà hành xử theo lý trí thì nó rất là ít. Lý trí thì nó sẽ đến từ gì? Nó sẽ đến từ những cái kiến thức của anh chị em, à, từ những kiến thức của anh chị em, từ những cái hệ thống của anh chị em chuẩn trị Nhiều anh chị em mình thấy được rằng là có cho mình những cái hệ thống cực kỳ chuẩn trị vẫn hiểu những gì mình nói, nhưng mà đầu tư vẫn thua lỗ. Đó là do gì? Đó là do cảm xúc của mọi người. À, đó là do những cái những những cái cảm xúc của mọi người ha nói dẫn đấy là anh chị em mua vội cũng như là bán vội ha, hoặc là thể hiện không đúng so với lại những cái gì mà mình đã đặt ra kế hoạch ban đầu 15 phút cuối phiên trở tay không kịp ngơ luôn à, à thị trường ai không ngơ à, thị trường này thì mọi người thấy được là ai cũng ngơ cả nhưng phải chỉ riêng mọi người đâu à, thị trường buổi chiều ngày hôm nay là ngơ hết ừ, ngơ ngác hết buổi sáng ngày hôm nay mình còn có được con VGS cơ V nè sáng ngày hôm nay nè buổi chiều là mình thấy được nó tăng đâu đó khoảng năm sáu á lúc đó mình lãi được khoảng 13 đối với VGS nè à, nhưng mà chiều đạp lại mình còn lãi tầm ba phần trăm mà mình phải cơ cấu bởi vì mình thấy được rằng là à, mình phải đưa cái tỷ lệ danh mục của mình nó về an toàn một tí và cách cơ cấu nó ra làm sao thì tí nữa mình sẽ chia sẻ cho anh chị em à, anh chị em ở đây chú ý lắng nghe ha anh chị em nhớ để lại cho mình một like một share một đăng ký kênh một follow kênh ha cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc <laughs> uh... Mai có nên cơ cấu tài khoản không anh? Để tí nữa mình sẽ chia sẻ cho anh chị em cái cách cơ cấu của mọi người đó. nó ra làm sao ha Nó ra làm sao? Mỗi danh mục thì nó sẽ có những cái hành xử khác nhau Chứ không phải là mình cứ lên nói anh chị em mà cơ cấu đi là nó cũng chuẩn lắm đoạn này ra ra luôn tiền mặt chờ đợi cơ hội mới không em thì tí nữa mình sẽ chia sẻ cho anh chị em ha, cái cách mình sẽ hành xử nó như thế nào à, và đây là cái này là cái mình chia sẻ cái nguyên lý này là cái nguyên lý cơ cấu của mình ấy là mình sẽ chia sẻ cho anh chị em anh chị em nghe xong ấy là mỗi người nó sẽ có những cái hành xử khác nhau mình nói với anh chị em rồi ha nghe xong thì mỗi người nó sẽ có một cái hành xử đối với lại danh mục mình khác nhau chứ không phải là thấy thị trường sụp như này là cứ tháo nhau chạy hết là cũng không phải lắm anh nhận định thị trường ít nhất là phiên sáng nay sáng ngày mai sáng ngày mai thì chắc là thị trường trong ngày sắp tới thì nó cũng sẽ có những cái phiên test đấy cũng như là có những cái phiên mà nó sẽ biến động ấy tức là nó sẽ lờ vờ nó chuẩn lại đấy và ít nhất phải một tuần đến hai tuần anh chị em nào nhớ những cái bài của mình đâu đó mình chia sẻ khoảng tháng 3, tháng 2, tháng 3 gì không? Mình nói về thị trường tại sao tháng 4 là thị trường rủi ro ấy. Đúng không? À, ở giai đoạn đó thì mình cũng có chia sẻ cho anh chị em là những cái lý do tại sao là tháng tư là những cái tháng là những cái thời điểm mà rủi ro đối với thị trường đầu tiên là là thị trường nó đã tăng cho chúng ta từ tháng một đến tháng tư là đâu đó khoảng 6 tháng và trong một cái chu kỳ tăng của thị trường ấy thì thông thường nó sẽ có từ 6 đến 9 tháng thì khi sang tháng thứ tư tức là bước vào giai đoạn tháng thứ sáu là, là lúc đó là lúc rủi ro thứ hai là gì thứ hai là tháng tháng tư là cái tháng mà công bố kết quả kinh doanh quý 1 thì thông thường mọi năm ấy, mọi người sẽ được thấy được rằng là khi công bố kết quả kinh doanh quý 1 được đưa ra vào giai đoạn tháng tư thì thông thường thị trường là từ tháng 4 đến năm thì xung quanh những cái khoảng thời gian đó thông thường nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh những cái nhịp điều chỉnh năm bảy tám phần tùy theo những cái góc nhìn tùy theo cái PS, tùy theo cái narrative tức là cái trạng thái thị trường trong lúc đó nó sẽ như thế nào thì nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh mà thông thường thì nó sẽ có những nhịp điều chỉnh nó sẽ có những nhịp giảm ấy và và mọi người cũng biết được. đấy Thì cái đó là cái mà mình chia sẻ trong giai đoạn trước đây ha Và ngày hôm nay thì nó ứng nghiệm thật Nó ứng nó, nó, nghiệm thật là tính từ đỉnh đi xuống thì thị trường nó giảm đâu đó khoảng 4-5% nhờ Chứ nó giảm đâu đó khoảng 4-5% nhờ Đấy Thì mình cũng có chia sẻ với anh chị em rồi à, Nếu như đánh trẻ đánh sau thì đánh với tỷ trọng thấp Vậy thôi Và ở thời hiện tại thì dưới góc nhìn cá nhân của mình ấy, Khi thị trường điều chỉnh thì mình nhìn ra được là gì Nó sẽ sắp mở ra cho chúng ta các cái cơ hội À, khi trường điều chỉnh thì nó sẽ mở ra cho các cơ hội à, được chưa? À, còn trong cái trường hợp mà trong cái việc là anh chị em đang nắm giữ cổ phiếu, à, đang cầm cổ phiếu, đang cầm nắm cổ phiếu ấy, thì cách mình cứ có như một là làm sao thì tí nữa mình sẽ đi vào cho anh chị em. À. Với cái việc là thị trường nó giảm biên độ lớn như này thì nó sẽ mất thời gian cân bằng trở lại, nó sẽ mất thời gian nó cân bằng, à, nó, nó đi lên nó có thể là nó cân bằng trở lại trước khi đi lên ấy. Và biên độ nó lớn như này thì nó cũng sẽ mất thời gian cân bằng à. tí nữa mình sẽ đi chia, chia, sẻ với anh chị em được chưa đấy, anh chị em bây giờ mình bắt đầu luôn nhờ thì trước khi đi vào vấn đề chính ngày hôm nay ấy, anh chị em nào xem livestream nhớ để lại cho mình một tim một follow một đăng ký kênh ha, một like một share một đăng ký kênh ở kênh nhận thức của mình trên hai nền tảng là ITB và tiktok đấy à, thì à, thì ngày hôm nay thì mọi người sẽ thấy được rằng là thị trường có một cái phiên giảm điểm khá là mạnh à, ở cái mức là khoảng bốn phần trăm đúng không mà kể từ đỉnh này đi xuống kể từ cái đỉnh này mà đi xuống ấy, là thị trường nó giảm đâu đó khoảng năm sáu phần trăm gì đó nhờ là khoảng sáu phần trăm ai thì khoảng sáu phần trăm thì mọi giai đoạn tháng tư của thị trường bữa trước mình có chia sẻ cho anh chị em rồi anh chị em cứ xem lại các video trước mình cảnh báo về việc rằng là tháng tư thông thường nó sẽ là những cái nhịp rủi ro của thị trường được chưa? Nó thông thường nó sẽ có những nhịp điều chỉnh của thị trường ấy, có những nhịp rủi ro bởi vì những cái yếu tố ABC thì mình cũng có chia sẻ với anh chị em rồi. À bây giờ thì mình không nói, nói lại nữa. Nhưng mà khi thị trường có những nhịp điều chỉnh giảm như thế này, à, ngày hôm nay thì có một cái đặc điểm mà mình thấy nó cũng tích cực, cái tích cực đối với thị trường là gì? Là về về mặt thanh khoản. Thanh khoản của thị trường với cái việc rằng nếu như thị trường giảm 60 điểm như ngày hôm nay thanh khoản đâu đó khoảng một, à, một tỷ 3 cổ phiếu và 1 tỷ 3 cổ phiếu, đấy thì mình thấy nó cũng ở mức bình thường, nó ở mức trung bình thôi. À, hay còn thị trường đâu đó, đó là ở giai đoạn trước là nó giảm đâu đó, đó khoảng bốn mấy điểm này thị trường nó đâu đó khoảng một tỷ rưỡi một tỷ rưỡi cổ phiếu được chưa và cái thứ hai là gì là thị trường nó đập vào cú phiên nó đập vào cú phiên nó có sự phân phối của cú phiên chứ không phải là cả ngày nay nó thì những sự phân phối đó là điều tích cực à, đó là điều tích cực của thị trường à, về mặt tích cực là như thế thôi tức là về mặt tích cực thì anh chị em chỉ quan tâm như thế còn mình thì mình đánh theo trend đánh theo xu hướng À, mình nhận định là nhận định theo trend theo xu hướng của thị trường thì dưới góc nhìn cá nhân của mình ấy bữa trước mình có chia sẻ với anh chị em một vấn đề gì là cái nhịp mà ngày 18 tháng 3 mình rất tự tin cho anh chị em về việc rằng là những nhịp này là những nhịp rủ diễn ra đúng không nó vẫn sẽ mở ra cho chúng ta các cái cơ hội ít nhất là chúng ta đánh được ngang định được chưa ít nhất ấy, là nó sẽ đánh được ngang định đúng không đấy thì ở thì, thì đó thì mình có chia sẻ với anh chị em là những cái nhịp này là những cái nhịp mà mình mình cho rằng à, mình, mình cho rằng đối với anh chị em là gì là những cái nhịp mà nó sẽ đủ an toàn để mọi người có thể đánh được. Mọi người thể tham gia trong hai giai đoạn này bởi vì ít nhất thì thị trường nó phải vượt ngang đỉnh này, đúng không? Và mình có chia sẻ là khi mà vượt ngang đỉnh ấy thì không nên phô mô, không nên mua tại những giai đoạn này bởi vì nó sẽ có hai trạng thái diễn ra nếu như mà mình đúng ấy. Nếu như mình nếu như mà thị trường tiếp tục xuống tăng ấy, thì những cái nhịp mình cho đâu đó ở những cái khu vực này này, mình chia sẻ cho anh chị em ấy, là những khu vực này là nên tham gia thì khi đó là khi mà đúng ấy khi mà thị trường bước vào xuống tăng tiếp tục vậy thì nhịp này là đáy của nhịp đi chỉnh còn trong trường hợp rủi ro hơn của thị trường ấy thì thị trường nó đi lên vượt đến gặp nhịp buôn cháp đi trở lại thì mọi người sẽ không mắc mắc có nhiều đó là những cái mà mình chia sẻ với anh chị em nên do đó tại sao ở trong giai đoạn trước mà nói với anh chị em là tại những nhịp này thì mọi người vẫn nên tham gia đúng không và khi mà thị trường gặp những nhịp đi lên này bùng nổ đi lên này đúng không và ngày hôm nay thì có những nhịp giảm ngược trở lại. Và mình cũng có chia sẻ với anh chị em trong giai đoạn trước là gì? Là cái nhịp ngày 18 tháng 3 này là cái nhịp rũ đáy về vùng hỗ trợ trước. À, hỗ trợ trước là cái khu vực này, chưa? Là cái thanh nền đợi này. Là về về vùng hỗ trợ trước, đồng thời gì? Đồng thời nó rũ đáy trước. À, là một trong những cái mà cực kỳ tích cực đối với thị trường. Là gì? Là rũ đáy trước và về vùng hỗ trợ trước. Được chưa? Thì mình có chia sẻ với anh chị em được rằng là cái phiên ngày 18 tháng 3 này là cái phiên gì? Là cái phiên hỗ trợ của thị trường. À, thích hợp nhất ấy là thị trường đi lên nó test lại vùng rũ này và không được vi phạm cái cây rũ này Đấy chưa là cái đó là cái mà bữa trước mình có chia sẻ với anh chị em về vấn đề đó tức là thị trường đi lên à, mọi người cũng biết là hình dung là ví dụ như mọi người là những nhà đầu tư tổ chức đi mà nói với anh chị em là những nhà đầu tư tổ chức cái việc mà anh chị em rũ ra gì là rũ nhỏ lẻ ra khỏi thị trường đúng không là anh chị em việc là gì là rũ nhỏ lẻ ra khỏi thị trường loại bỏ hết những nhà đầu tư nhỏ lẻ yếu ớt ra khỏi thị trường thì khi mà tiếp tục cái quá trình tăng giá thì không có lý do gì mà mọi người gì mọi người phải À, những tay to những nhà tư tổ, tổ chức người ta không phải cần thiết trong quá trình là phải rũ lại một lần nữa để làm gì cả bởi vì nhịp này là đã là nhịp rũ bỏ rồi đã là nhịp mà phần đông anh chị em nhà đầu tư nhìn tường tháo chạy rồi nhưng mà khi ấy, mà nói rồi khi mà cái cái nhịp rũ này diễn ra chưa thị trường đi lên thì chỉ nên gì chỉ nên test lại những cái nhịp rũ trước đó căng bằng vào đi lên tiếp tục thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều còn trong trường hợp phiên ngày hôm nay là gì nó gãy cả nhịp rũ luôn thì chưa nó gãy là nhịp rũ và gì xung lực đánh cũng như là biên độ đánh của cái nhịp rũ này à, tức là của nhịp gãy này gãy cả nhịp rũ trước đó là tương đối lớn nên do đó thì mình mới thay đổi cái góc nhìn của mình là ở thời điểm hiện tại đối với anh chị em ha, kể cả mình trong phiên chiều ngày hôm nay thì đâu đó là kể từ tháng một đến thời điểm hiện tại thì buổi chiều ngày hôm nay mình mới bắt đầu cơ cấu danh mục của mình ra mình mới cơ cấu bớt danh mục của mình ra để mình giữ lại được cho mình những cái khoản lãi để là mình giữ được lại cho mình những khoản lãi những cái vị thế mà mình thấy được rằng là những cổ phiếu của mình ấy nó sẽ mất thời gian nó cân bằng nếu như nó tốt ấy, thì nó sẽ mất thời gian nó cân bằng nó tạo lại nền giá cho mình trong khoảng thời gian khoảng một tháng đến hai tháng nữa đấy thì mình sẽ thực hiện cái hành động gì là hạ bớt trên mục ra và trong các phiên tiếp theo đối với lại thị trường nó cũng như thế nếu như thị trường có những gì phục hồi những cổ phiếu mà nó rơi với những cái biên độ lớn và mình thấy được rằng nó sẽ mất cái thời gian để nó cân bằng trở lại được chưa? Để nó cân bằng trở lại, cũng như là để nó tích lũy trở lại thì mình sẽ cơ cấu danh mục để gì? Để mình cầm tiền và mình sẽ đón những cái cơ hội khi mà những nhịp điều chỉnh này kết thúc. Khi mà những nhịp giảm này kết thúc thì nó sẽ hiện ra cho mình những cái cổ phiếu dẫn dắt ở giai đoạn sau thì mình sẽ đánh, mình sẽ dồn tiền vào những giai đoạn sau. Còn những cái cổ phiếu gì mà mình thấy được rằng là mặc dù nó giảm như ngày hôm nay nè, nhưng mà sao những cái trend của nó, cái xu hướng của nó nó vẫn còn tốt và nó vẫn trong một cái trạng thái là nó đang điều chỉnh với lại một cái biên độ mình cho phép trước đó cho việc điều chỉnh của nó thì mình vẫn tiếp tục nắm giữ. Được chưa? Mọi người hiểu không? Đó đó là cách của mình thì tí nữa mình sẽ đi đi sâu đi sát vào anh chị em đối với lại cái từng dòng cổ phiếu. Được chưa? Để phân biệt ra hai cái loại này nó sẽ như thế nào. Thế thì à, trong giai đoạn sắp tới của thị trường thì chắc chắn rồi. Mình sẽ thực hiện là cơ cấu danh mục. Cơ cấu danh mục không phải là mình bán hết lên danh mục đâu nhưng mà mình sẽ cơ cấu lại danh mục. Đấy, như hồi nãy mình có chia sẻ với anh chị em thì cách cơ cấu nó sẽ như thế nào thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với anh chị em ha. Đầu tiên ấy thì mọi người phải biết được là gì à, ở đây thì mình đây. Đầu tiên mình nói về yếu tố đầu tiên này. Chờ, ví dụ như mình nói về yếu tố gì à, là NAV đúng không? Đấy khi mà mọi người tham gia vào thị trường, à, khi mà mọi người tham gia vào thị trường ấy thì mọi người đem tiền vào thị trường đúng không? Mọi người mang, mọi người mang tiền vào thị trường thì cái mong muốn của mọi người là gì? Là gia tăng NAV. À, cái mong cái muốn của mọi người là gì là là gia tăng nợ AV của mình lên đúng không à, chưa tức là mình chỉ muốn gì mình muốn là nợ AV mình nó nó, nó dương ha à, nó dương đấy thì mọi cái hành xử của mình đối với lại cái việc cơ cấu danh mục của mình nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái nợ AV của mình tức là nợ AV của mình nó đang là dương hay là âm Được chưa tổng nợ AV ấy, mọi người hiểu không tổng cái nợ AV anh tư vấn cho con mới bê tí nữa ha cái này thì cái là mà mình sẽ chia sẻ cho anh chị em anh chị em cứ follow mình À, ở đây thì mình sẽ chia sẻ trước cho anh chị em cái cách cơ cấu danh mục như thế nào thì tí nữa mình sẽ đi vào từng cái nhóm ngành sau được chưa đấy để để thứ nhất là gì mọi người phải có những kỹ năng cho mình đã ba à, chữ cái nó là cái phụ thôi được chưa đấy thì quay lại với bài toán này mọi người vào với thị trường đúng không là mọi người mọi người sẽ muốn muốn gì cái nợ AV của mọi người nó xanh đó là nợ AV của mọi người ta xanh chứ không ai chứ mọi người cũng không có quan tâm là mình đem tiền vào thị trường mình đầu tư mã này mã kia để làm gì cả mình đâu mình đâu mình đâu cần quan tâm là gì mình phải đầu tư cái mã này mã kia mà mình quan tâm là gì nợ mình nó phải có những sự tăng trưởng nợ mình nó phải có lãi nên mọi hành xử của mình đối với lại danh mục nó cũng sẽ dựa trên NAV. Nếu như NAV của mình xanh, tức là NAV mình đang tăng ấy. Được chưa? Thì ở trong cái phiên trong phiên sắp tới mọi người vẫn cho phép các cổ phiếu trong danh mục của mình những cổ phiếu nào mà lỗ mà nó ha những cổ phiếu nào mà lỗ nó sẽ được quyền gì nó sẽ có đợi chờ đợi những cái dịp mà mình có sẽ cơ cấu với giá tốt hơn được chưa tức là những cái cổ phiếu nào trong danh mục của mọi người ấy, trong cái danh mục xanh của mọi người này mà những cái cổ phiếu nào mà nó đang nó, nó đang bị âm ấy à, được chưa thì mọi người cho phép gì cho phép cái danh mục của mình hay là cái cổ phiếu đó nó có cơ hội phục hồi để mọi người gì để mọi người cơ cấu sau tức là mọi người sẽ chờ đợi nó có những cái giá tốt hơn để mọi người cơ cấu được chưa? nó sẽ chờ đợi những cái giá tốt hơn của mọi... để mọi người cơ cấu. Đấy thì cách cơ cấu đối với cổ phiếu như nào thì tí nữa mình sẽ chia sẻ với anh chị em. Còn đối với lại gì? đối với lại một cái NAV AV âm á, đối với lại NAV AV âm và những cổ phiếu mà nó đang âm, được chưa? thì cách cơ cấu của mình là mình sẽ cơ cấu từng phần, có thể là chia làm hai phần, hoặc chia làm ba phần và mọi người có thể cơ cấu đều được chưa? mọi người lưu ý cho mình là đối với những cổ phiếu âm hơn thì mọi người cơ cấu đều cho mình. Chưa? Mọi người cơ cấu đều cho mình Ví dụ như là mỗi cổ phiếu mọi người cơ cấu đâu đó Mọi người chia 3 phần thì mỗi cổ phiếu mọi người cơ cấu cho đó 1 phần 2 đến 1 phần 3 được chưa? Và, và mọi người cái quy luật ở đây là không có à, lựa chọn cổ phiếu nào cơ cấu Thì tí nữa mình sẽ chia sẻ cho anh chị em các cách nhận diện như thế nào ha, Nhưng mà ví dụ như mọi người không biết ấy, thì cách đơn giản gì Là cứ cơ cấu đều cho mình là những cái cổ phiếu nào mà nó đang âm ấy Mọi người cơ cấu đều hết cho mình được chưa? Mọi người cơ cấu đều hay mỗi cổ phiếu mọi người dạ, mọi người à, hạ bớt khoảng 1/2 hoặc là 1 phần 3 danh mục hạ hạ, bớt 1 phần 2 đến 1 phần 3 đối với cổ phiếu đó được chưa để đi để nó giữ an toàn và càng lên cao thì mọi người càng cơ cấu bớt để giữ cho mình cái trạng thái an toàn trước tiên đã được chưa để mọi người có tiền cái đã ha và chờ đợi những cái nhịp gì cái nhịp cân bằng những cái nhịp mà thị trường nó tạo đáy có những cái tín hiệu xác nhận hơn trong việc tạo đáy nó chắc chắn hơn trong việc tạo đáy ấy. thì lúc đó mình sẽ hành động là mình sẽ giải ngăn dần dần trở lại được chưa thì cách này là cách mà mình sẽ thực hiện cơ cấu đối với lại danh mục của mình À, mọi người hiểu không mọi người hiểu cái này không tức là cái việc cơ cấu của mọi người nó sẽ như thế nào nó sẽ phụ, phụ thuộc cái gì phụ thuộc vào NAV nhiều anh chị em hỏi em là gì là ngày mai có nên bán hết cổ phiếu ra đợi hay không thì nó phải phụ thuộc vào NAV của mọi người được chưa là cái đầu tiên và các và cái thứ hai gì phụ thuộc vào cổ phiếu nó như thế nào nữa nó đang hành động nó đang có những cái trạng thái như thế nào nó đang cho một cái sướng tăng hay là nó đang gãy trên hay là đang mắc thế hay là nó nó đang cần cái thời gian để tái tích lũy trở lại thì nó sẽ phải phụ thuộc vào cái khác nữa được chưa? Nó phải phải phụ thuộc vào cổ phiếu nữa Nhưng mà cái cách quan trọng nhất đối với anh chị em Nếu như anh chị em chưa biết nhìn nhận về cổ phiếu nào là cổ phiếu mà nó có khả năng phục hồi đầu tiên Và cổ phiếu nào là cổ phiếu nó có khả năng phục hồi khi thị trường trưởng lại và đi lên ấy là Có xác suất chiến thắng cao ấy Có xác suất chiến thắng phục hồi cao hơn ấy Thì mọi người cứ tập trung vào giải quyết cái NAV cho mình Được chưa? Nếu như mà NAV của mọi người gì? Mình nên nhắc lại này Nếu như mà NAV của mọi người đang xanh hai NAV của mọi người đang xanh và những cổ phiếu trong danh mục của mọi người có những cổ phiếu lỗ, mọi người cho phép nó gì? Cho phép nó được cơ cấu với giá tốt hơn, được chưa? Cho phép nó gì? Nó phục hồi với giá tốt hơn để cơ cấu. à, ví dụ như trong một cái xu hướng tăng của thị trường, mà nói với anh chị em ví dụ như trong một sướng tăng của thị trường, những cổ phiếu này là mình cứ mình cứ cầm luôn, mình cứ cầm mình đợi cơ cấu sau, được chưa? Còn đối với lại một NAV giảm, ha thì những cái cổ phiếu giảm trong danh mục của anh chị em ấy, anh chị em nên gì? Nên hạ đều cho mình anh chị em nên giữ gì giữ một cách là hạ đều danh mục cho mình ha ha hạ đều những cổ phiếu giảm cho danh mục có thể chia ra làm gì một phần hai hoặc một phần ba trong cái trường hợp là 6 thì mình hạ lây thì mình hạ tiếp được chưa để gì để giữ những trạng thái cân bằng cái đã ha? cái đó là cái cách mà mình chia sẻ với anh chị em về cách cơ cấu danh mục chưa được chưa và ở thời điểm hiện tại thì dưới góc nhìn cá nhân của mình với những cái nhịp giảm như này thì trường nó sẽ phải mất thời gian nó sẽ phải mất thời gian để gì nó đạt những cái trạng thái cân bằng và mình cũng ở thời điểm hiện tại thì nếu như gặp vùng hỗ trợ hùng vùng hỗ trợ không tuần thì nó đâu đó khoảng một 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 ba khoảng đâu đó khoảng một à khoảng đâu đó là số điểm là khoảng một một ba thời điểm hiện tại mà đến một tám ba thì khoảng bốn mươi điểm 40 điểm đúng không? Đâu, 40 điểm. Thì uh, có, có một cái may mắn đối với lại mọi người trong ngày hôm nay là gì? Là mặc dù thị trường nó giảm đâu đó là khoảng 60 điểm. Đúng không? Nhưng mà danh mục của mọi người chỉ chịu một cái xe <laughs> đó là mình gọi là một cũng là một cái may mắn. À, mua nó mua bán nó bán đi cơ cấu suốt à. Ok ha, bạn cứ ra ngoài ha, thôi bạn không ra ngoài thì để mình bán luôn được. <laughs> Rồi xong. Được chưa? Đấy thế cho nó nhanh <laughs> đấy Điều chưa ở đây ấy, mình cung cấp những kiến thức cho anh chị em anh chị em nào thấy hay đó thì ở lại xem thì chưa có anh chị em nào cần gì mua mua bán bán qua kênh khác coi à, mình cũng không cần thiết lắm ở đây là gì mình muốn hỗ trợ cho anh chị em là gì là có kiến thức trên thị trường à, cách mình à, cách mình đầu tư nó như thế nào cách mình có những cái hành xử như thế nào trong những cái trạng thái như thế này à, Chứ vậy là chứ chưa không phải là nói mua mua bán bán xong rồi ngày hôm sau là gì hỏi mình mua rất là mệt hỏi mình cách xử lý nó rất là mệt à, không thích thì ra ngoài vậy thôi được chưa rồi bây giờ mình quay lại vấn đề ha là thị trường với cái việc gì với cái việc mà nó nó giảm mạnh như này ấy, à, nó giảm mạnh như này ấy, thì nó sẽ phải mất thời gian để nó cân bằng nó lại như thế à, và ngày hôm nay thì thị trường nó giảm 60 điểm nhưng mà các cổ phiếu thì nó chỉ ăn một cái sàn thôi còn mà thị trường nó làm cho 6 cây à, 6 cây mỗi cây 10 điểm thì nó không mệt mỏi Đúng không? Nó mệt mỏi cho anh chị em <laughs> Đấy rồi bây giờ này Bây giờ mình nói tới cái vấn đề tiếp theo này Là vấn đề về cổ phiếu à, Vấn đề về cổ phiếu Thì những cái loại cổ phiếu nào mà nó có xác suất phục hồi mạnh hơn à, Nó có xác suất phục hồi đầu tiên Khi mà thị trường à, hay, hay là khi mà thị trường có những nhịp trứng lại hoặc phục hồi Đó là gì? Đó là những mã cổ phiếu đang có cho mình những xu hướng tăng Có xu lực đánh mạnh Mọi người lưu ý cho mình điều đó Có xu hướng, có xu hướng tăng và có xu lực đánh mạnh Và đang gì? Đang tích lũy nằm phía trên cao này Thì những cái nhịp điều chỉnh diễn ra Nó sẽ là những cơ hội phù hồi đầu tiên Ví dụ cho anh chị em này Đó là những gì? Đó là những cái cổ phiếu thuộc nhóm ngành gì biết không? Nhóm mà chứng khoán ha Cổ phiếu mà thuộc nhóm ngành chứng khoán ấy Là những cổ phiếu mà nó đang nằm ở trên cao Được chưa? Ví dụ như này Mọi, người nhìn này Ví dụ như này AGR đang có xu hướng tăng này và đang gì đang nằm ở trên cao này thì những cái cổ phiếu dạng như này là những cổ phiếu có khả năng phục hồi đầu tiên được chưa hay là ví dụ như mọi người thấy này BSI này mọi người thấy nó giảm như thế thôi nhưng mà cơ bản thì sao cơ bản thì nó chỉ là những cái phiên test đáy lại ở doanh nghiệp trước đó của nó đúng không đã và nó đang ở trong một gì một xuống tăng kênh trên xuống lên thì những cái cổ phiếu này là những cái cổ phiếu này nó có xác suất khả năng phục hồi nên ấy, những cái cổ phiếu nào mà có xác suất khả năng phục hồi cao hơn ấy thì ưu tiên được nắm giữ được chưa ưu tiên nắm giữ ha đây này ví dụ như agr này mình nói với anh chị em à nếu như mà mua ở những giai đoạn ở nền giá lớn nhưng mà mình chia sẻ với anh chị em ở giai đoạn này này đúng không thì cái phiên này đơn giản gì nó tách lại những cái phiên đấy trước thôi ha à, lại những cái phiên đấy trước thôi đúng không đấy và nó sẽ có khả năng phục hồi đầu tiên bởi vì gì nó nằm ở kênh trên xuống lên mọi người thấy không đây nè bây giờ nó đang nằm ở một cái kênh trên xuống lên thì những cái cổ phiếu như thế này là những cái cổ phiếu gì nó có khả năng phục hồi đầu tiên À, ví dụ như AGR này đúng không mọi người thấy được rằng là, là cơ bản thì nó đang trong cái trạng thái này, test lại những vùng đáy trước được chưa? thì những cái cổ phiếu dạng như thế này, những cổ phiếu mà nó kênh trên xuống lên và có xác suất chiến thắng một hồi đầu tiên ấy thì mình sẽ ưu tiên cơ cấu sau được chưa? mình sẽ ưu tiên cơ cấu sau đấy. À, ví dụ như ABG này, AR ví dụ như BSI này mọi người thấy không? cơ bản thì nó vẫn đang là một cái xu hướng tăng đúng không? Đấy, được chưa? các cái nền giá dốc lên này và gì? ngày hôm nay ăn cây sàn chẳng qua gì nó test lại cái vùng đáy trước của nó thôi ha và những cổ phiếu dạng như thế này là những cổ phiếu có khả năng phục hồi đầu tiên được chưa bvs cũng tương tự này đây này đây là đáy trước này được chưa mọi người thấy không kỹ không đây là test lại nhịp đáy trước này được chưa đang nằm ở kênh chen xuống đây này nên nó sẽ có những nhịp có những khả năng phục hồi đầu tiên của nó thẳng và anh chị như thế hay cts cũng tương tự cts thì phiên sáng nay thì nó đâu đó có phiên phiên mạnh này nhưng mà có những sự bán tháo của thị trường diễn ra ấy. bán tháo của thị trường diễn ra thì cổ phiếu nào nó không giảm mà Ha? Được chưa có những sự bán tháo của thị trường diễn ra thì cổ phiếu nào nó cũng giảm cả nhưng mà khi mà thị trường nó trở lại ấy, thì những cổ phiếu nào mà nó bật tăng đầu tiên thì mọi người phải nhận diện được những cổ phiếu nào mà nó có khả năng phục hồi và nó bật tăng trở lại đầu tiên thì thì mọi người phải nhận diện được đó là những cổ phiếu gì căng chen xuống lên để chưa nên những cái cổ phiếu mà căng chen xuống lên thì ưu tiên nắm giữ nắm giữ hoặc là ưu tiên cơ cấu sau à, ví dụ như FTS chẳng hạn này để chưa nhịp này chẳng qua là gì nhịp test lại những nhịp đấy trước này mọi người mua này giá như thế này thì làm sao bây giờ mọi người lỗ được đúng không? đấy và khi mà gì khi mà nó có những cái sự phục hồi trở lại thì nó những cổ phiếu dạng như này là có những khả năng phục hồi đầu tiên à, HCM cũng tương tự này được chưa? hay là ví dụ như là gì ORS này ORS thì nó hơi đuối ha? ORS thì đánh giá của mình là nó hơi đuối nó hơi đuối nên những cái cổ phiếu ví dụ như mọi người có những cái dạng như này đi lên này mà nó giảm mạnh như này này được chưa? thì nó hơi đuối à, nên khả năng phục hồi của nó thì thấp hơn nên khi mà nó có phục hồi thì ưu tiên cơ cấu À, cơ bản là mọi người phải nhìn được gì, mọi người phải nhìn được trend, nhìn được xu hướng, nhìn được cổ phiếu loại nào là những cổ phiếu mà nó có khả năng phục hồi đầu tiên, ừ chưa? ấy à, ví dụ như vậy, ví dụ như là uh, SBA, ví dụ như là gì, ví dụ Fx này, ừ chưa? SXX thì giảm về đây thì thì về này này này, ừ chưa? thì có cái này đỡ này, mọi người mua ở này thì mọi người đấu lỗ, không chỉ có gì, chỉ có mua ở những cái nền chơi vơi, những, những, những ở những cái nền cao, những cái nền ngắn ấy thì nó mới lỗ. Còn mọi người mua được ở những cái thời điểm mà mình chia sẻ với anh chị em gì? mua ở những cái thời điểm mà có những cái nền tảng lớn đâu đó khoảng 4 đến sáu tháng mọi người mua thì mọi người sẽ không có bị lỗ đúng không và khi mà nó đi lên ấy, nó giảm ngược trở lại thì có cái này nó đỡ cho mọi người à, cực kỳ an tâm đúng không ở thời điểm hiện tại là gì không lỗ đã ha à, đúng không ví dụ như ssi này đúng không ssi là những ví dụ như mình chia sẻ với anh chị em mua đâu đó khoảng hai một là ở những cái nền này bây giờ mọi người đang có lỗ đúng không nhưng mà cơ bản là gì nó đang giảm về lại cái nền trước của nó này được chưa đấy thì những cổ phiếu dạng như này nó, nó nó sẽ có khả năng phục hồi hầu như thì mình thấy được rằng là các cổ phiếu ở trong cái nhóm này ấy, thì nó gì nó test lại đấy trước cũng như là nó nó nó, nó trở về lại cái gì? Cái, cái, cái 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 nền giá trước của nó thôi nên khả năng phục hồi của nó nó cũng sẽ cao hơn rất là nhiều ha à, đấy như VCI này đúng không hay là gì VIX này đúng không VCI về trước mình có chia sẻ với anh chị em những điểm những điểm mua mà dụ như mua đúng mua chuẩn thì phải mua ở những điểm này thì không có lỗ đúng không mua hôm sau thì mua test đấy thì hôm nay là bị lỗ nhẹ ha bị lỗi nhẹ đấy Vậy như là gì à, vnd thì nó cắm mỏ rồi mình không nói rồi ha vnd về chúng mình có chia sẻ với anh chị em là nó yếu rồi đúng không rồi ấy thì những cổ phiếu dạng như thế nào là những cổ phiếu mà nó sẽ có khó có khả năng phục hồi đó là những cái cổ phiếu nằm ở kênh dưới xuống xuống ví dụ như mình nói về những cái cổ phiếu dòng đầu tư công ấy là những cổ phiếu mà nó khó có khả năng phục hồi à, và khó có khả năng phục hồi và phục hồi rất là kém bởi vì những cổ phiếu này chưa phát ra trên nó chưa nằm ở kênh trên xuống lên được chưa là những cổ phiếu như này là những cổ phiếu khó có khả năng phục hồi Mọi người nhận diện được cho mình chưa à, Mọi người phải nhận diện được cho mình chưa Là những cổ phiếu nào nó có khả năng phục hồi đầu tiên Để mình để mình sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên cơ cấu à, Được chưa Đấy Ví dụ như ở thời điểm hiện tại mọi người muốn mua đúng không Thì mọi người cứ lựa những cái cổ phiếu mà nằm ở kênh trên xuống lên Để mọi người tham gia Như dụ như là FCN này Đúng không Mọi người không? giảm về nền này Được chưa Ví dụ như KSP này Được chưa Nằm ở kênh xuống này Kênh dưới xuống xuống này Mọi người thấy bữa trước mình có chia sẻ với anh chị em những cái dòng đầu tư công rất là khó đánh không? À, nó cực kỳ khó đánh và những cổ phiếu dạng như này là những cổ phiếu mà khó có khả năng phục hồi. Nếu như người muốn mua mới thì mọi người có thể lựa chọn những cổ phiếu chứng khoán cũng được. Mình mình mình, mình nói thẳng với anh chị em là nó là như thế. Bởi bởi vì những cổ phiếu mà kênh chay xuống lên thì lúc nào nó cũng có khả năng nó bật tiếp được mà cao hơn rất là nhiều. Nên nên cái giai đoạn này mình sẽ ưu tiên cơ cấu những cái cổ phiếu mà mình thấy được rằng nó sẽ mất thời gian để nó tích lũy trở lại được chưa à, và ưu tiên nắm giữ những cổ phiếu kênh trên xuống lên đơn giản cơ bản là như thế. Còn à, ví dụ như là gì? Ví dụ như một người hỏi về nhóm ngân hàng đúng không? bữa trước mình có chia sẻ với anh chị em về cái cổ phiếu nhóm về cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng là gì? Là là là, là 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 gì biết không? Là cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng đó, là những cổ phiếu mà nó cần cái thời gian nó tích lũy trở lại, bởi vì nó cái biên độ nó hơi bị lỏng, đúng không? Nó cần thời gian nó tích lũy trở lại Nhưng mà những cổ phiếu dạng như này thì nó có vẫn có khả năng phục hồi được. Ha, à, nó đây này trước này hôm nay là test lại vùng những cái nhịp đấy trước này, chưa hay là dụ như BIDV đi đúng không nhìn này giả như thế này nhưng mà cơ bản là test lại cái vùng đáy trước ha và những cổ phiếu dạng này ấy, là những cái cổ phiếu mà nó mất thời gian để tích lũy trở lại cho anh chị em anh chị em sẽ lưu ý cho mình điều đó bởi vì cái biên độ của nó này biên độ của nó dao động tương đối lớn khi nào mà nó có những cái biên độ hẹp trở lại là mình sẽ biết được là giai đoạn này là giai đoạn tích lũy thì giai đoạn đó mọi người tham gia cũng được ha Đấy, được chưa? Đấy, ví dụ như này đấy. những cổ phiếu dạng này thì những cổ phiếu này ví dụ như CTG hôm trước thứ sáu đu này à, hôm nay là lỗ ngược này ha à, đấy là những cổ phiếu như này là nó phải cần những cái đoạn gì tích lũy trở lại đi ngang tích lũy trở lại ha à, nó sẽ cần cái thời gian gì đi ngang tích lũy trở lại thì ở giai đoạn hiện tại nếu như trong thời gian sắp tới thì trường nó cân bằng và mình cho rằng thì trường nó vẫn tiếp tục lên thì mình vẫn ưu tiên đánh dòng chứng khoán đầu tiên ha à, mình vẫn sẽ ưu tiên đánh đánh dòng chứng khoán và dòng chứng khoán nó rất là nhạy và đã rất là đánh đánh rất là bốc Đấy, Ví dụ như AIB này mọi người thấy không AIB là những cổ phiếu mà gì nó thuộc dạng gì biết không nằm ở những cái dưới xuống xuống nên nó sẽ có khó có khả năng phục hồi những cổ phiếu mà mọi người thấy được là gì nó tăng mạnh sau đó đi ngang đi ngang một biên độ thì những cổ phiếu này là những cổ phiếu mà có khả năng bật tăng tiếp tục rất là cao hoặc là có khả năng phục hồi cao hơn rất là nhiều ha à, nên mình sẽ phải ưu tiên lựa chọn mình phải nhìn vào cái danh mục của mình để mình xem rằng là những cổ phiếu nào, những cổ phiếu ít có khả năng phục hồi, những cổ phiếu nào mà nó khó có khả năng phục hồi hoặc là sức của phục hồi của nó kém, để mình ưu tiên cơ cấu trước. Còn những cổ phiếu mà có khả năng phục hồi cao hơn, xác à, suất tăng tiếp nó cũng cao hơn và nó đang trong giai đoạn thái gì, xuống tăng khen trên xuống lên thì mình ưu tiên nắm giữ, à, ưu tiên nắm giữ hoặc là cơ cấu sau. đơn giản như là nó là như thế. HD ban này, này đúng ban thì cơ bản là kênh chay xuống lên rồi nó cũng sẽ xanh đầu tiên à. khi mà thị trường chứng lại những cổ phí dạng như này nó sẽ là những cổ phí xanh đầu tiên cho anh chị em xem. À, ví dụ như MBB này mọi người thấy không? Cơ bản thì nó vẫn đang trong giai đoạn tích lũy trở lại thôi. Được chưa? Nó sẽ mất cơ thời gian nó tích lũy trở lại cho một biên độ này và mình cho thấy được rằng là đâu đó là khoảng một tháng một tháng rưỡi nữa để hoàn thành cái vụ tích lũy xong đủ tốt để nó tiếp tục bật tăng được nếu như thị trường gì nếu như thị trường tiếp tục sướng tăng ở thì hiện tại thì nó vẫn chưa có những sự xác nhận mùi lưới cho mình là chưa có những cái sự xác nhận về việc rằng là khả năng thị trường tạo đáy à, được chưa mà mọi người phải biết rằng thị trường nó tạo đáy nó nó sẽ có những quá trình gì giảm giá sau đó gì chuẩn lại đi ngang test lại à, hấp thụ sau đó có những phiên bục nổi lên thì nó ở, ở giai đoạn sau ấy là giai đoạn nó sẽ mình sẽ biết được rõ hơn còn khi mà đang giảm giá như này thì mình cũng chưa rõ được rằng là nó có tiếp tục giảm giá hay không hay là tới đây là nó chuẩn lại rồi để mà nó đi lên ấy để cho cái điều kiện mà nhìn lại là thị trường nó lại đi lên được hay không ấy thì mình phải xem tại cái là giai đoạn chứng lại của nó à, mọi người lưu ý cho mình điều đó được chưa nên ở thêm hiện tại thì mình sẽ à, hướng dẫn cho anh chị em là cái cách cơ cấu à, còn những cái thời điểm mà mình cho rằng anh chị em có thể tham gia lại được ấy, thì mình sẽ thông báo sau khi mà nhận thấy được có đủ những cái dữ kiện à, khi mình nhận thấy được có đủ những cái dữ kiện thì mình sẽ thông báo sau với anh chị em à, được chưa? Ở thì hiện tại thì mình chỉ cho anh chị em cách nhận diện những cổ phiếu nào mà nó có khả năng phục hồi đầu tiên ví dụ như là MSB này được chưa là nó không có khả năng phục hồi đầu tiên này bởi vì nó nằm ở kênh dưới xuống xuống à, và cái thế đánh của nó nó, nó nó không có đẹp nó không phải thuộc dạng gì nó đánh lên sau nó giữ ngang nó đánh lên nó đi ngang thì nó sẽ cực kỳ đẹp để mà nó có khả năng phục hồi đầu tiên còn những dạng như này nó đi lên này, đi xuống này được chưa và nó đang nằm ở kênh dưới xuống xuống như, như thế này thì nó sẽ ít có khả năng phục hồi đầu tiên hơn À, nếu ví dụ như nắm giữ những cái phiếu như thế này thì khi phục hồi là những cái thời điểm mà nên cơ cấu đi ra à, ví dụ như vậy với B chẳng hạn ví dụ như là gì anh chị em hỏi về SHB đúng không SHB hôm nay bật tăng à, có lúc gần trần à, cổ phiên tham chiếu trở lại STB này được chưa là những cổ phiếu gì khó có khả năng phục hồi mình nói với anh chị em về việc là STB nó 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 yếu chưa nó yếu đúng không mình nhìn nhận thấy được là là nó yếu ha à, và khi mà những cổ phiếu mình làm ở kênh dưới xuống xuống này nó sẽ khó có khả năng phục hồi được chưa nó sẽ khó khó có khả năng có khó, khó có khả năng phục hồi mạnh được và tiếp tục xuống tăng được nên ấy, những cái, cái lúc mà nó phục hồi thì nên cơ cấu ra. Ưu tiên cơ cấu đầu tiên, à mình nói về mức độ ưu tiên cơ cấu đầu tiên. Được chưa? Ví dụ Tết công banh này, test công banh là những cổ phiếu mà nó sẽ có khả năng phục hồi đầu tiên. Bởi vì nó nằm ở kênh chain sướng lên. À nó nằm ở kênh chain này, mọi người thấy không? Nó nằm ở kênh chain sướng lên này thì những cái cổ phiếu như này là những cổ phiếu mà nó có khả năng phục hồi đầu tiên. Được chưa? Mình sẽ chỉ cho anh chị em như thế để gì? Để anh chị em nhận diện là nên cơ cấu cổ phiếu nào trước, cơ cấu cổ phiếu nào sau. À còn việc mà mua mới thì mình phải chờ đợi những thời gian là thị trường nó cân bằng trở lại xem như thế nào đã. Được chưa? Thì mới mình mình mới, mới chuyển tới cái việc gì mà làm mua mới được. À, ví dụ thì phong banh này mọi người nhận nhìn nhận một vấn đề gì? Là là cổ phiếu này đang nằm ở cái dưới xuống xuống đúng không? Là những cổ phiếu như này là nó khó có khả năng phục hồi đầu tiên. Nên do đó thì khi mà nó phục hồi thì nên ưu tiên ưu tiên cơ cấu à việc công banh này ví dụ như là gì ví dụ VIP này à, VIP là nó sẽ mất thời gian để nó cân bằng trở lại nên do đó nó phục hồi thì nên cơ cấu ra được chưa những cổ phiếu mà nó tăng lên xong nó giữ ngang ấy, thì nó sẽ có khả năng là bật tăng tiếp được hoặc là nó có khả năng phục hồi đầu tiên được thì mình sẽ ưu tiên cơ cấu sau đơn giản mình nhìn nhận như thế ví dụ như V VIBAN này mọi người thấy không nằm ở kênh dưới xuống xuống này mọi người nhìn nhận thấy không đang trong một tích lũy này nằm ở kênh dưới xuống xuống này thì những cổ phiếu này là những cổ phiếu mà nó khó khó có khả năng bật tăng đầu tiên khó có khả năng phục hồi lại được nên khi mà thị trường xanh thì ưu tiên cơ cấu những cổ phiếu dạng như thế này hiểu không mọi người hiểu không mọi người hiểu được cách nhận diện của mình chưa hồi, hồi nãy giờ mình đã đi cho anh chị em một số những ví dụ đúng không à ví dụ như đây đi có phải là kênh trên à rồi, ok để xem để đọc là đọc lại xem nha à, em đang dương nợ v ba phần trăm nay âm ngược thành năm phần trăm con vgs nay gia tăng mà nó bị đẩy ngược về vì sao vgs hôm nay lại gia tăng đúng Hôm nay vì sao v, VGS bạn lại gia tăng Thứ nhất là gì? Thứ nhất là bạn ăn đang lãi 3% là có thể là bạn đã vào sau. Bạn vào bạn vào thị trường sau à, ấy vào thị trường sau thì phải đợi. Được chưa? Mình nói với anh chị em về một vấn đề gì? Khi mà thị trường nó trong xuống tăng ấy, là ở những giai đoạn tháng 11, tháng 12 khi mà nhìn nhận được thị trường giai đoạn đó là thị trường tái tích lũy thì nói anh chị em là đó là cơ hội để mọi người có thể tham gia mua vào được chưa và mình nói với anh chị em thẳng luôn à, đúng không trong, trong giai đoạn tháng 2, ấy, khi mà ra tết ấy, thị trường bật tăng thì mình nói với anh chị em là gì là thị trường trong giai đoạn sắp tới anh chị em nào có đủ hàng cứ nắm giữ cho mình không cần phải mua ra bán vào làm gì cho nhiều thì cuối mùa mọi người sẽ có lại và trong giai đoạn sắp tới nếu như có các cơ hội anh chị em nào chưa có hàng thì nên mua với thị trọng bé thôi tức là mình đánh với lại cái AV bé hơn so với giai đoạn mà anh chị em tham gia ở đầu sóng mình nói thẳng với anh chị em như thế thì ngày hôm nay thì mọi người mới biết cách được mà mình để mà mình xử lý hiểu không <laughs> đấy à, Ủa sao nói như thầy bói à ok mình xem thử <laughs> DXG ANV lõm 2% có nên cơ cấu không? Theo em thì ANV thì mình nên cơ cấu ha. ANV thì nó nó chưa có cái uh, nó bị bắt thánh của mình đi ha, à, nó bị bắt thánh của mình đi. Được chưa? Nó giảm mạnh như thế này nó bị bắt thánh của mình đi thì mình ưu tiên là cơ cấu. Được chưa? Còn ví dụ như là gì? Ví dụ như hồi nãy bạn hỏi về mã có phiếu gì? À DXG, DXG thì ngày hôm nay mình cũng đang cho mình cũng cho cơ cấu luôn rồi. À, mình cũng cho bán chút lại luôn rồi lãi lãi thì lãi mỏng thôi à, bởi vì những cổ phiếu như này thì nó phải cần tích lũy trở lại khi nào tích lũy trở lại giai đoạn sau này thì tính sau cái à, mình biết được là những cổ phiếu như này nó chưa lên ngang được đâu nó giảm như này thì nó, nó sẽ mất thời gian sao để bán cái thằng này nhờ mất hứng thế nhờ Uhm, Ngân hàng hồi nãy mình chia sẻ rồi ha Hôm nay lỡ ngủ chưa hơi quá mặt mà dậy sóc ngang tưởng đang mơ chứ? <laughs> thì thị trường đánh cú phiên. ORS sao xếp hả? ORS hồi nãy mình có chia sẻ với anh chị em là những cái cổ phiếu ORS thì nó đang có thể đánh nó không có đẹp lắm. Ha, nên cứ ưu tiên cơ cấu. Ha, ưu tiên cơ cấu. Kiểu gì ngày, ngày kiểu gì ngày mai thị trường nó cũng phục hồi à? Ha, nên khi mà thị trường phục hồi thì, thì nên chú ý vào việc gì? là nên cơ cấu ở những cổ phiếu dạng như thế nào được chưa <laughs> World có được gọi là cổ phiếu kênh tranh xuống lên không sếp Ở thì hiện tại mình có chia sẻ với anh chị em là những cổ phiếu gần như này như thế này này Được chưa à, World thì nó sẽ mất thời gian nó nó, nó cân bằng trở lại Nhưng mà nếu như mua ở tại những khu vực này ấy, ở thì hiện tại đang hòa vốn đúng không đang hòa vốn thì nó sẽ có cái nền đỡ nó sẽ có những cái nền đỡ cho mọi người ha cứ mua gần những nền tảng lớn là cực kỳ an toàn hơn nhóm bất động sản à nhóm bất động sản thì có một số cổ phiếu như BDR ha BDR BDR nó đang nằm ở kênh trên sướng lên này thì nó vẫn có khả năng phục hồi đầu tiên được chưa hay là ví dụ như là gì ví dụ như là DIG DIG nó vẫn có khả năng phục hồi đầu tiên hay là ví dụ như đặc phương chẳng hạn đi thì nó vẫn có khả năng phục hồi ha nhiều khi đặc phương mai nó nhúng đỏ ha mình cứ mua vào một ít xem như thế nào đặc phương là những cái là những cổ phiếu mà nó có khả năng phục hồi đầu tiên mọi người lưu ý cho mình điều đó đấy, đấy những cổ phiếu như đặc phương này đặc phương này dg này đấy là những cổ phiếu có khả năng phục hồi ha cứ test cái test về này xem xem như thế nào tìm kiếm các điểm tham gia lấy vị thế cũng được có mỗi test công banh với mbb hả test công banh với mbb hả hồi nãy mình chia sẻ với anh chị em đúng không test công banh với mbb thì nó vẫn có khả năng phục hồi đầu tiên ấy bởi vì nó đang nằm ở kênh trên xuống lên đây, được chưa? Đang nằm ở kênh trên xuống lên ha. AGC đang lãi còn lãi 2% hả? AGC còn lãi 2% hả? Đợi, đợi, đợi nó cân bằng trở lại cũng được. KDH à. KDH này cũng bị dính cây đúng không? À, này cũng bị dính cây. <laughs> đối với lại KDH thì theo mình thì nó vẫn có khả năng phục hồi được vì bởi vì nó đang vẫn còn trong cái sướng tăng tăng à, nên khi mà nó phục hồi thì ưu tiên xem như thế nào xem thử Ở đây. À, nó nó sẽ mất thời gian HXG còn giữ được không thôi HXG thì theo em thì nên cơ cấu cũng được ha nên chuyển đổi qua cổ phiếu khác khác cũng được Đấy, tích lũy như này nó mất thời gian quá ha à ở thì hiện tại thì mọi người nên lưu ý là có nếu như muốn muốn tham gia thì ở giai đoạn sau thì mình sẽ tham gia mà các cổ phiếu đang trong sướng tăng à, còn các cổ phiếu mà tích lũy đang trong giai đoạn tích lũy thì ở thì hiện tại thì mình thấy nó đến giai đoạn hiện tại là tháng 11 rồi đúng không tăng từ tháng một đến thì hiện tại những cổ phiếu đang còn tích lũy thì mình thấy nó còn hơi hơi hơi, hơi, hơi yếu lắm à, nên cứ nên lựa chọn nhiều cổ phiếu mà nhiều cổ phiếu đang nằm trong cái trên trên sướng lên mà ví dụ như gì ví dụ như khu công nghiệp ví dụ như đi ví dụ như là nhóm bất động sản đúng không? với bất động sản thì mới lên hay là nhóm chứng khoán nhóm ngân hàng ấy nhóm đạm hóa chất là những cái cổ phiếu mà nó đang nằm ở kênh tranh xuống lên nên là những cổ phiếu như thế thì ở giai đoạn sau thì mình sẽ ưu tiên hơn à. cứ đợi thị trường nó như thế nào đã cứ đợi thị trường nó cân bằng ra làm sao đã tính tiếp à. viết sao ạ viết à mình xem thử viết thêm sao Ví thì đang test lại này anh này, Đấy không? đang test lại này trước này, chưa? đang về lại vùng nền trước là vùng hỗ trợ trước này. VHC, VHC thì nó vẫn có khả năng là nó nó sẽ là những cổ phiếu phục hồi đầu tiên ấy, bởi vì nó đang nằm ở kênh chênh xuống đây. À, hôm nay thì bán nhưng mà vốn mặc dù nó giảm sàn, giảm gần sàn nhưng mà cái khối lượng nó còn không có nhiều lắm. À, nó giảm thì thị chung thôi mọi người thấy được rằng ngày hôm nay thì thì cổ phiếu nó giảm thì thị chung rất là nhiều đúng không Đấy. thì nó vẫn sẽ có những khả năng phục hồi đầu tiên cả MBB <laughs> MBB hả? MBB thì mình xem thử MBB ha MBB vẫn có khả năng phục hồi được Bởi vì nó nằm ở kênh trên xuống lên này mọi người thấy không? Trước đó nó có một kịp tăng này Sau đó đi ngang này, được chưa? Thì nó vẫn có khả năng phục hồi được Những cổ phiếu dạng như này thì mình thấy được rằng là thị trường ẩu nó tích lũy Nó đi lên tiếp được là chuyện bình thường luôn Bất động sản và DGC hả? Bất động sản thì anh, hỏi mà nào? DGC thì mình vẫn tiếp tục nắm giữ thôi bởi vì mình thấy được rằng là những cái cổ phiếu như này là những cổ phiếu kênh trên sướng lên này đi ngang này được chưa thì nó vẫn có khả năng hồi hồi à, những vị thế của mình là những vị thế ở dưới này thì mình cứ tiếp tục giữ xem như thế nào nó tới đâu Đấy. nó sẽ tích lũy trở lại ha đích sao hồi đích thì đích theo em thì mình thấy được rằng là quanh đâu đó những cái vùng giá khoảng 30 31 mình thấy nó vẫn đẹp ha. anh cho họ HBG hả HBG hả à, HBG theo mình thì phục hồi thì nên cơ cấu cũng được à. những cổ phiếu như HBG nó về lại này này chưa cái nhóm thép ở thì hiện tại thì mình thấy nó chưa vào sóng thì nó cũng 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 chưa phải là mạnh lắm đâu à. đến thời điểm hiện tại thì trải à, qua bao nhiêu tháng rồi mà thép nó vẫn còn ở dưới ở dưới tầng địa ngục đó. đây thì vô hình chung là gì những hbg này về test lại những vùng vùng này trước này hbg giá 30 năm kim giá 25 thì sao hbg giá 30 thì ở thì hiện tại thì đâu đó là khoảng mấy phần trăm nhờ 4 phần trăm đúng không đang lỗ 4 phần trăm mà Nam Kim giá 25 mà Nam Kim giá 25 là mua đâu đó Nam Kim giá 25 là đu đọt này hả đu ngay đu ngay chỗ này hả nó cũng đại giá 24 chứ mấy nó vẫn có khả năng phục hồi được ấy Được chưa Giai đoạn sau thì mình sẽ ưu tiên những cổ phiếu hồi nãy mình có chia sẻ Đang ưu tiên những cổ phiếu mà mà nó thuộc dạng như này này Ví dụ như này Ví dụ như là mọi người thấy không Đập một hai ba cái sàn này Nhưng mà nó vẫn ở kênh chay xuống lên Thì nó vẫn có khả năng phục hồi Thì giai đoạn phía sau ấy là mình sẽ ưu tiên những cổ phiếu như này Mọi người thấy không Ví dụ như này Cổ phiếu đang tăng đúng không Đập vài cái sàn này Được chưa Nhưng mà cái thế đánh của nó nó vẫn còn Xu hướng của nó nó vẫn còn Thì nó vẫn có khả năng phục hồi nên mình sẽ ưu tiên giai đoạn sau đấy nhưng mà tham gia thì mình sẽ ưu tiên những cổ phiếu dạng như này. thế này là kênh trên xuống lên đã phát triển ra sướng rồi nằm ở kênh trên xuống lên lựa chọn những cổ phiếu đó để tìm kiếm các cơ hội thì nó sẽ hay hơn BSR BWA BLE mình thấy đánh cũng không hay đâu BLE dòng phòng thủ mà đúng không đánh cũng không có hay đâu đó nè đánh thấy mình là mình không lựa chọn BWA rồi ha à hay là gì BSR cũng tương tự dòng dầu khí đánh cũng không thực sự hay lắm ừ, nó bạn đang trong giai đoạn tích lũy Thật sự là dòng dầu khí là dòng đánh không thực sự hay mọi người nhìn ừ. đánh rất là rác đánh lên xuống lên xuống đánh như dòng đầu tư công vậy à, đầu tư công nhiều anh chị em nói đầu tư công hay đánh, đánh đầu tư công à, mua đầu tư công nhưng mà sao nhưng mà thấy mọi người thấy rác không cực kỳ rác chứ không HHV LCG này đánh cực kỳ rác lên trên nhưng mà nó không giữ được phía trên mà nó lại giảm đi xuống này đánh rác lắm à, Nam Long có nên cơ cấu không sếp Nam Long à ừ. Theo mình là không nên đâu à, cũng, nên, cũng không phải là cần phải ưu tiên cơ cấu làm gì Nếu mua được những vị thế như này thì chờ nó cân bằng cái lại Nó lại, lại tiếp tục tăng tiếp được à, VGX28 à. VGX28 VGX28 28 và VGX đu, đu đọt ngay này hả Kháng cự mà mua mua sai thì phải chịu nhiều hơn Đấy, chắc là ngày hôm nay thấy phô mua đúng không ngày hôm nay phô mua tăng đúng không Mua đúng không? Ở thì hiện tại mọi người thấy giảm là mã nào nó không giảm mà. Mã nào không thấy xấu đúng không? Nhưng mà mình sẽ ưu tiên những cổ phiếu nào mà nó có khả năng phục hồi đầu tiên ấy. Được chưa? Nó có trend, nó có xu hướng tăng, nó có trend lên, sướng lên, nó có xu hướng tăng ấy thì ưu tiên cơ cấu sau hoặc là ưu tiên nắm giữ. Đối với mình thì mình sẽ ưu tiên nắm giữ mình xem thì nó chạy tới đâu. Còn những mã cổ phiếu mà nó đã mất trend, mất xu hướng nằm ở kênh dưới sướng xu xuống hay là đang nằm ở nền ấy thì khi mà nó giảm như thế này thì mình không biết được là tích lũy bao lâu nữa nó mới lên được hết. Ấy ha nên 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 là là, là phục hồi nên cơ cấu <laughs> vick mắc thế có nên cơ cấu chuyện còn mặt khác không mặt à? cũng được anh ha wins dòng đường thì là cái dòng tương đối nhỏ ha dòng đường này là dòng tương đối nhỏ đấy <laughs> đó vào đây trong giờ tích lũy thôi được chưa vick mắc thế à vick thì có thể cơ cấu cũng được anh nếu như anh anh thích lựa chọn thì lựa chọn cơ cấu cũng được nhưng mà cơ bản thì nó đang test lại vùng nền nền trước của nó thôi DXG à, DXG à, DXG thì ngày hôm nay mình cũng cho nhóm khách hàng mình chốt rồi à, mình cũng cho nhóm khách hàng của mình chốt rồi chốt đó, đó là lúc đó là khoảng năm năm sáu phần năm phần trăm bốn năm phần trăm gì đó À, những cái ví dụ như thế này thì mọi người biết được là nó sẽ với biên độ lớn như thế này này nó sẽ tích lũy trở lại à, nó mất thời gian tích lũy trở lại để chưa nó hấp thụ trở lại tức là nó sẽ mất thời gian trong giai đoạn sau ấy. À, KDH 36 à KDH 36 à. thì xem như là KDH 36 là quanh những khu vực này đúng không thì hiện tại thì ăn một cái sàn đúng không 36 ở đâu đây à. <laughs> những cổ phiếu dạng như thế này là những cổ phiếu nó có khả năng phục hồi được ấy nó sẽ có khả năng phục hồi đầu tiên mọi người phải biết được rằng là những cổ phiếu mình đang trên lên này nó giữ đi ngang này thì khi mà nó phục hồi là những cổ phiếu phục hồi đầu tiên ấy. cơ bản thì ở thì hiện tại thì mình thấy được rằng là nhiều cổ phiếu nó cũng tạo cho mình những điểm mua đó ví dụ như đích chẳng hạn này đúng không hay là ví dụ như đặc phương mai mà nó giảm thì nó cũng sẽ tạo những điểm mua cho mình ấy ha uh -huh ngày hôm nay là ngày giảm đầu tiên đúng không? mình đợi thêm thử thứ tư thứ tư may ra thì nó sẽ 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 là những cái thời điểm mà có thể là nó sẽ có những cái phiên phục hồi. hôm nay hôm nay là là, là, là phiên giảm đầu tiên mà nếu tính thì hôm nay là phiên giảm đầu tiên. anh viết cả rút chân à? CTD, VD giá giá 23.1 nên giữ hay cơ cấu VD theo em là nên nên cơ cấu anh ha, nên cơ cấu ra à, nằm ở những cái cổ phiếu mà nằm ở kênh dưới xuống xuống thì nên cơ cấu. CTD có khả năng không mà CTD xem thử Đang test lại vùng đáy trước này Nó vẫn có khả năng phục hồi được KBC Huy ơi đang bị thế 30 KBC bị thế 30 là hơi cao nhỉ Đúng không ta À 30 hả À 30 Theo em thì những cổ phiếu như này Nó nó sẽ mất thời gian đó anh Nếu có thì nên cơ cấu ra được được chưa? Nó giảm mạnh này, nó đang ở trong vùng tích lũy này mà nó giảm mạnh như này này, nó sẽ mất thời gian tích lũy trở lại để nó đi lên ấy. À, nó sẽ có những cái dạng nó sẽ tích lũy trở lại. Để nó đi lên được. Được chưa? Ha. À. <laughs> Nên những cái cổ phiếu dạng như thế này thì khi phục hồi thì mình cũng ưu tiên lên cơ cấu. BVD vị thế 30 hả? Mình xem thử BVD ha. Xem cho anh chị em thử. Đây BVD. những cụ phí dạng như thế này nó nó cũng có khả năng phục hồi được anh à? À, đây này đây này test là đáy trước này Ở chưa nằm ở trên cao này thì nó vẫn có khả năng phục hồi cao hơn à, bdr bdr br thì nó vẫn có khả năng phục hồi được hết á nằm ở kênh chênh xuống lên mà. mà mọi người nhìn thấy không đây là nền giá của nó này tăng này sau đó đi lên này những cổ phiếu dạng như thế này là những cổ phiếu có khả năng phục hồi được hvn hx hx thì bạn mua ở những khu vực nào nếu mua ở những nền giá thì cứ để xem như thế nào à, Những nền giá đâu đó khoảng vùng 17 nè Bữa trước mình có chia sẻ với anh chị em đúng không Hay là gì, hay là ví dụ như là HVN à, HVN thì nó vẫn có khả năng phục hồi được à, Những cái cổ phiếu mà tăng mạnh như này nó mới giảm có cây à Nó có khả năng tăng tiếp được luôn ấy Mà những cổ phiếu nhỏ nhỏ như thế này, những cổ phiếu đi thì bớt đánh đi, ít đánh lại SHX X giá 20 20.x à? Đô ra trên này hả à? Đâu phải đi mua đâu Mua là phải mua ở những cái nền tảng này những Ở những cái nền tảng là những cái, cái điểm mà mình mua nó, nó cực kỳ chuẩn Mà nó cực kỳ an toàn Khi mà cổ phiếu đi lên ấy, thì có cái nền tảng nó đỡ cho BVS giá 40 hả BVS giá 40 40 ha à, 40 thì gần đây mà Không à, sao đâu anh Mai nó phục hồi lại mà đấy thì mọi người phải 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 xem thử là là cái tỷ trọng nữa về mình như thế nào ha được chưa Hồi nãy mình có chia sẻ với anh chị em tỷ trọng nữa về của mình như thế nào để mình ưu tiên cơ cấu HBG 30 thì sao Huy ơi hả? HBG hả nè? À, HBG 30 <laughs> Giá 30 thì hôm nay giảm vào đó 4% đúng không? Đấy Theo mình thì nó đang test lại những cái vùng đáy trước Ở những cái vùng hỗ trợ trước này thì nó vẫn có khả năng phục hồi được nếu như nó phục hồi ấy, thì mình sẽ xem danh mục của mình nó như thế nào đã đầu đầu tiên thì mọi người cơ cấu thì nó phải phụ thuộc vào danh mục của mình được chưa nếu như nãy mình có chia sẻ văn Trẻ cái cách mà mình xem cái danh mục của mình nó như thế nào xanh hay đỏ để mình ưu tiên cơ cấu à, còn ở đây thì mình sẽ nhìn vào cái thế đánh những xu hướng đánh của nó và mình xem thử rằng là những cổ phiếu này nó có khả năng phục hồi đầu tiên nó có khả năng phục hồi cao hơn so với những cổ phiếu khác được chưa ví dụ như là HBG đi ví dụ như HBG mỗi HBG 60% HBG hơi nhiều nha nên chia ra ha nên chia đều danh mục ra cho mình sáu mươi phần trăm thì cũng 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 bình thường 30 thì mình thấy là nó sẽ có khả năng phục hồi được thấy mình là như thế 60 phần trăm đánh hơi nhiều anh ạ nên chia danh mục của mình ra nếu như anh chị em mới thì nên chia danh mục của mình ra làm đâu đó khoảng bốn năm mã một mã 20 phần trăm rồi sẽ có những chiến lược giải ngang trong cái 20 phần trăm đó thì chiến lược 5 50 phần trăm nó sẽ an toàn hơn cho mọi người rất là nhiều và mọi người lưới là nên nên gì nên tham gia tại những cái vùng nền tảng lớn à, những vùng nền tảng lớn là những vùng mà nó cực kỳ an toàn cho mọi người mọi người cứ hình dung là nếu như những nhà tôi tổ chức người ta thu gom ở những nền tảng lớn thì khi quay về này, những nền tảng lớn thì lúc đó là nó sẽ có có cái lực đỡ của những nhà đầu tư tổ chức vì nếu như nó không đỡ thì những nhà đầu tư tổ chức là những cái người thu lỗ đầu tiên à, ví dụ như mọi người xem, mọi người nhìn con sóng vậy thôi ví dụ như mọi người nhìn con sóng này đúng không đi đây đúng không giảm về đúng không nhưng mà giảm về những cái nền tảng lớn của nó này được chưa thì mua nền tảng lớn là lúc nào nó không an toàn cả ha à mà giảm nữa chắc con mà riêng qua sếp à, chắc vậy quá viết giá 17 hả viết giá 17 còn còn gì còn giữ được không 17 18 mà được ha ghét xem ghét thử hả ghét giá giá 23.3 hả theo em thì ghét phục hồi thì nó cũng lên cơ cấu ừ. Uhm nó tăng nó bất thoát rồi mà nó giảm ngược trở lại như thế này thì nó sẽ mắc thế à, mình gọi là mắc thế đánh của nó ấy. thì cũng sẽ ưu tiên cơ cấu những cổ phiếu thì nó mình thấy được rằng nó sẽ mất thời gian để tích lũy trở lại à, và mình đợi thêm những tín hiệu từ thị trường xem thử rằng thị trường nó cân bằng hay chưa mà mọi người có hình dung là trong một cái nhịp giảm của thị trường ấy thì thị trường nó sẽ có những trạng thái này. giảm này xuống không sau đó phục hồi này sau đó nó cân bằng này tức là có những trạng thái test đáy cân bằng trở lại với vùng thấp ấy được chưa nó bùng nổ ở phía sau này thì ở những giai đoạn mà test lại vùng thấp này những giai đoạn test đáy lại vùng thấp ấy thì lúc đó cái xác suất mà tạo đáy thành công nó cao hơn rất là nhiều còn khi mà cổ phiếu đang thị trường đang giảm như thế này thì mình cũng không biết đâu là đáy đâu nên cũng đừng có đón đáy làm gì cả đợi những tín hiệu cân bằng như thế nào theo em thì đâu đó là mắc khoảng hết tuần này ít nhất khoảng hết tuần này hết tuần này đến tuần sau hết tuần sau hết tuần này đến hết tuần sau ấy thì nó sẽ rõ ràng hơn nếu như mà thị trường muốn tạo đáy đi lên còn trong trường hợp xấu thì ok nó, nó nó sẽ tiếp tục cái đà giảm của nó thôi ấy ở thì hiện tại thì mình cũng thấy nó giảm hơi rác giảm hơi rác giảm hơi qua cả nhịp rũ là tức là nó đã vượt qua những kế hoạch của mình rồi <laughs> ok không anh chị em có mã hỏi nữa không anh chị em cứ hỏi thoải mái ha mình sẽ trả lời cho anh chị em ấy hồi nãy giờ mình mình đi qua những cái gì, mình đi qua những cái cách mà mình sẽ chia sẻ cho anh chị em đúng không? À, cách nhận diện nó như thế nào, cách mình xử lý đối với lại một cái thông tin, à, cách mình xử lý đối với lại một cái nhịp giảm như thế nào và cách mình cơ cấu danh mục nó như thế nào, ưu tiên cơ cấu như thế nào và cách nhìn những cổ phiếu nào nó có khả năng phục hồi đầu tiên, những cổ phiếu nào nó có khả năng phục hồi cao hơn hay là những cổ phiếu nào nó có khả năng phục hồi thấp hơn à, thì nên cơ cấu, nên ưu tiên cơ cấu ấy, thì đã có rồi đúng không? MBB 23.6 23.6 Ở thì mình quanh quanh giá hiện tại thôi mà Đúng không? Bảo bình thường mà Nó vẫn đang trong vùng tích lũy đi ngang mà Vic, à hôm hôm nay anh nói Vic, Vic cái thị trường à Mình xem là Vic có cái thị trường không Vic có cái gì đâu Vic nó 3% mà Cầm giá 49 nha <laughs> Vic thì mình còn không có ưu tiên đánh đâu à. lựa chọn mà khác hay hơn đánh hay hơn ok không mọi người ok chưa nếu mọi người không có câu hỏi gì thì cứ như thế mai mà chuyển ha mai mà chuyển thôi ok chưa cảm ơn mọi người rất là nhiều ha ấy à, mọi người à, có câu hỏi thì mọi người comment cho mình hoặc là mọi người cứ cứ hỏi trong nhóm cộng đồng ấy thì mình sẽ chia sẻ cho anh chị em mình sẽ hướng dẫn cho anh chị em thêm anh chị em có tham gia vào nhóm cộng đồng của mình ha Cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc mọi người đầu tư thành công. Hẹn mọi người gặp lại vào tối ngày mai ha. Bye bye mọi người.